bảo tới nè, nãy trời trong suốt luôn. Nào anh quay lên rồi, đó, nha. Đúng rồi, đúng xuống rồi. Súng là mưa, giờ ông về cái chiếc kia tạnh thì ông kéo lên trên đây. Mai mai đừng qua nha, qua là cỡ 6 giờ hôm qua. Đường này à, mọi người đi làm về rất là đông cả nhà, giờ tan tầm này. Một quả đem. Quay đầu quay xe thôi. Sao mà đúng lúc chịu biết. Chào đó. Xin chào video. Yeah. Hello. Hello. Không nói. Không nói. Không nói. So, where are you from? Yeah. Russia. Russia. When? Wonderland. Thank you. Do hiện tại thì số cà đã nướng còn rất là nhiều. Hiện giờ cũng chưa phải giờ tan tầm nên là khách ăn cũng chưa có nhiều nha mọi người. Anh Phúc tập dò lâu rồi không mang đai xài luôn mà giờ mới đem đai xài chưa? Mẹ chồng của em. Trong tăng giò thương hiệu hả? Giò giò gì hả? LV LV hả? Giò LV á, cái đó là LV á, hay là gì Gucci? LV hả? LV là ngàn đô hả? LV là ngàn đô đúng không? Chúng mình là ngàn đô hả? 999 đô. Giò này lấy nhiêu? Hả? Giò này LV chính hãng. Sao duyên liều vậy duyên? Cái duyên đặt hàng cho Amazon á. Trăm mấy chục triệu á. Sao liều á? Sao họ dịch hả? Hả? Không. Họ dịch là mất 100 triệu. Khác. Mua việc khác luôn. Có 100 mấy à. Làm cái giò mình dê gì vậy duyên? Dạ cả. Dê gì? Dạ cả. Dê cả hả? Cái gì? Wow. Anh rớt sạp đi. Ủa bên là giá cái mộc đỏ, bên là lúc mà Duyên mua họ có hỏi là con cái mộc đỏ ở vùng biển nào không? Ở nhà Vinil á. Không, Vinil có biển. Vinil là biển à. Cá này giống cá mộc ở Châu Phi quá. Nó đen đen nè.
nha cả nhà. Mày xào đi. Ăn chay một cái bọc này. Không nên ăn chay đâu, những bún bè mà đau quá, mỏi chân quá. Sài Gòn xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi và xem video của Đi Khắp Sài Gòn trong thời gian vừa qua nha cả nhà. Mọi người xem video thấy hay hãy like, comment cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Đi Khắp Sài Gòn nha cả nhà. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sao nay mặt em ít mụn vậy Duyên? Em bị bên đây không có. Bên đây là... Em xài kem gì vậy? Có thể không, chia sẻ cả nhà được không? Kem. Sao nay ít mụn vậy? Nhưng mà nha, em bên đây không có mụn. Nào có quay quay bên đây mà cũng quay bên đây. Rồi, mụn quá trời mụn luôn. Hôm nay bất ngờ luôn là thấy Duyên không thấy mụn nữa nè. Rất là ít luôn. Dạ mấy bà chú. Cà nướng, cà nướng. Không ăn hành hả? Giờ đi làm về mọi người ghé mua rất là đông luôn cả nhà. Mày bán không? Có, ngày nào cũng bán.